Những nội dung trong livestream này đã được thầy Bình Nam Dược kiểm duyệt. Quý vị có câu hỏi cần giải đáp thêm, có thể để lại bình luận bên dưới livestream này.
Các anh chị thân yêu, nếu cần Bình chia sẻ thêm về cái thuốc quý hay cách điều trị những bệnh gì, xin vui lòng inbox hoặc comment ngay vào video này. Bình sẽ làm các video tiếp theo để chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.